Chúa của đời ta. Lạy Cha, con ca ngợi Cha trong nhịp vỗ tay của con. Lạy Cha, con chúc tụng Cha trong thân xác tâm hồn con. Lạy Cha, con chúc tụng Cha trong nhịp trống giọng hát trong từng lời ca. Hãy chúc tụng Cha, hãy tôn thờ Cha, hãy ca ngợi Cha vì Ngài là Chúa của đời ta. Lạy Cha, xin ca ngợi Cha trong từng tiếng tim của con. Lạy Cha, xin ca ngợi Cha trong hơi thở cuối cuộc đời. Lạy Cha, xin chúc tụng Cha khi thể sáng trong mồ sâu. Nguyện xin cho con hợp ca cùng chư thánh với muôn triều thần. Hãy chúc tụng Cha, hãy tôn thờ Cha, hãy ca ngợi Cha vì Ngài là Chúa của đời ta. Hãy chúc tụng Cha, thank you.
Ngài chiến đấu cùng ta. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miên mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta hãy bước theo đường quang vinh. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu người. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa, nguyện lòng chi muôn người hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu người. Hãy trỗi dậy hỡi ai còn ngủ mê, hãy thức tỉnh để trở về cùng Thiên Chúa, để hưởng nhờ ơn cứu chuộc, để được ánh vinh quang của Chúa chiếu soi. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta hãy bước theo đường quang vinh. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu người. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa, nguyện lòng chi muôn người hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu người. Hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy hỡi, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời anh vinh quang trên đầu. Xin chào chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh anh hài tử đạo. Xin mời cộng đoàn lắng nghe tin mừng. Đọc tin mừng theo thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông Giuse, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah đã nói: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Thưa anh chị em, nghĩ về ngày lễ hôm nay, có điều gì đó khiến cho chúng ta ấm ức. Những trẻ thơ vô tội bị tàn sát, đó là một điều phi lý.
Chúa Giêsu và gia đình phải bỏ trốn. Sự giữ dường như thắng thế. Chúng ta tự hỏi, Chúa đâu mà lại để cho sự tàn bạo lên ngôi? Phải chăng những ai theo Chúa thì phải chịu những thiệt thòi lép vế? Vậy thì ai theo Chúa phải cố mà chịu mọi sự khốn khó? Thân phận của các Kitô hữu bị phủ lên một bóng tối dày đặc và họ chỉ biết im lặng, cắn răng, chịu đựng. Phải chăng đó là thân phận của những con người có mối tương quan với Chúa Giêsu? Các trẻ nhỏ này có tội tình gì? Vì sự sinh hạ của Chúa mà các em phải chịu chết một cách oan nghiệt. Những câu hỏi ấy luôn xoáy vào trong những vấn nạn và dường như không có lời giải thích thỏa đáng. Quả là chúng ta đang đi vào trong một cái quan niệm về cuộc sống xem như được chấp nhận khá phổ biến trong dân gian, đó là ở hiền gặp lành. Nhưng có hẳn là như vậy không? Tại sao các trẻ nhỏ này chẳng làm gì gọi là xấu xa cả mà đâu có gặp được sự lành đâu? Cái chết không được coi là điều lành. Kẻ gieo gió tại sao lại không gặp bão, không gặt bão? Trời không dung tha những kẻ gian ác, thiên bất dung gian. Còn những người tốt thì hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Điều này có thể đúng ở góc độ nào đó, theo cách nhìn về sự lành và sự dữ của thế gian. Và nó vẫn cứ tiếp tục gọi là phổ biến. Thế nhưng Chúa đến trần gian để nói với chúng ta một cách nhìn khác về con đường cứu độ. Trong thâm tâm chúng ta luôn nuôi một khuynh hướng trả đũa. Chúng ta luôn nghĩ cách trả thù kẻ ác, những kẻ ác xứng đáng phải chịu tất cả những cái hậu quả của những điều sai. Kẻ lành được hạnh phúc, kẻ ác phải đền tội. Nhưng chúng ta cứ nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu. Trên thập giá, Ngài tha thứ. Và Ngài đã làm cho người làm ác cả cuộc đời hối cải để được hưởng hạnh phúc. Không phải là một thứ công lý của người đời, mà nơi Đức Giêsu, đây là cách mà chúng ta phải học, phải sống. Đó là Ngài không đáp trả bằng trừng phạt báo thù, mà đón nhận tất cả cái sự ác nơi mình, giữ lại đó, biến đổi và ban phát lại bằng yêu thương. Với cách hành động như vậy, Ngài hóa giải cội nguồn của tội, đem vào bản thân mình, biến đổi và hóa giải nó, rồi trả lại bằng yêu thương và tha thứ. Đó là con đường cứu độ của Chúa Giêsu. Đó không phải là con đường so đo thua thiệt. Tất cả những ai đi vào con đường ấy của Chúa Giêsu cũng sẽ được chúc phúc. Và chính Thiên Chúa, chính Chúa cũng sẽ đem đến cho họ những sự trợ giúp cần thiết, những sự nâng đỡ cần thiết và những ân sủng cần thiết. Các trẻ thơ hôm nay cũng thế. Từ những giây phút đầu đời của Chúa Giêsu, các trẻ nhỏ dường như bị thua thiệt. Nhưng đấy là cách mà có những con người đi với Chúa Giêsu, mang lấy nơi mình sự thiệt thòi, mang lấy mình trong mình cái sự khổ đau, mang lấy nơi mình cái sự gọi là bắt bớ bách hại, nhưng để biến đổi, không để trả thù, không để biến nó trở thành một cái mối
thù hận, mà ở trong Đức Giêsu trở thành ánh sáng. Như vậy chúng ta thấy các trẻ thơ hôm nay đã được mời gọi đi vào con đường của Chúa Giêsu. Để đương đầu với bạo lực thì đi theo Đức Giêsu nghĩa là mang vào bản thân sự dữ tợn độc ác, để rồi ở trong Đức Giêsu nó được biến đổi trở thành ánh sáng cho nhân loại, để đi vào con đường nhỏ bé, con đường tha thứ, con đường thánh giá hóa thế gian, không phải bằng thù hận mà bằng sự hòa giải. Vì vậy cho nên hôm nay khi mừng kính lễ các thánh anh hài, đó là những con đường, con người được mời gọi đi vào con đường của Chúa Giêsu từ những giây phút đầu đời này, để rồi chúng ta thấy kết thúc ở trên thập giá, chính Chúa Giêsu đã đi vào cái con đường ấy để hóa giải tất cả những sự dữ trần gian này, ôm lấy nó nơi mình, cũng giống như những cái máy lọc nước đi vào trong cái máy đó, những cái nước có thể là dơ bẩn nhưng mà sau khi được xử lý thì nó lại trở thành những cái nguồn nước trong lành để người ta có thể uống được. Và nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta cũng mang lấy nơi bản thân chúng ta cách nhìn về ơn cứu độ như vậy, thì chúng ta sẽ biến đổi được thế giới này, chứ không phải bằng những con đường thù hận, bằng những con đường ích kỷ, bằng những con đường trả đũa. Chúng ta có thể đem lại một sự tốt lành. Xin Chúa cho chúng ta đừng để cho cái sự bực bội tức tối của chúng ta để luôn luôn tìm cách gọi là hận thù Herode. Ở đây cần phải làm, Thiên Chúa sẽ thực hiện. Nhưng mà điều mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta đi vào con đường của Đức Giêsu, ngay các trẻ thơ đã bước vào con đường ấy và các em đã trở thành các thánh anh hài. Trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khẩn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa. Chờ con ru hết tôi đời, xin cho con lòng tin yêu cầy mến, để người ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khẩn. Lòng thương xót Chúa, để được Chúa hồi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình. Thank you.
mãi hưng hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Tin thác nơi Ngài hồn con. Tum ego sacramento veneremus enui et anticum documentu novos edar ritui restem fides supplementu. Lang
Chúa tình yêu đang say, hồn con đang sâu thương đau cay, được yên giấc lòng trong cánh tay của Ngài. Bỗng dưng con mừng tan giấc mơ, tiếng tân lạc bừng xua đêm vắng. Ôi tiếng kêu reo tên êm đềm, con ngất ngây phút trong qua ưu phiền. Sang từ trong trái tim rực soi lên từ anh đúc thiên hồn thao thức hỡi tân lang chiều mến, xin mau cho tình yêu đang say, hồn còn đang sầu thương đau cay, được yên giấc nồng trong cánh tay của Ngài. Thắp lên đi ngàn vạn ước mơ, thắp lên đi tình nhung nhớ, theo Chúa đi tới đỉnh mong chờ, cho trái tim biết bao năm ở thờ. Dâng ánh sáng từ trong trái tim rực rỡ lên từ anh đuốc thiêng, hồn thao thức hỡi tân lang chiều mến, xin mở cửa tình yêu đang say, hồn còn đang sầu thương đắng cay, giấc nồng trong cánh tay của Ngài. Dâng ánh sáng từ trong trái tim rực rỡ lên từ anh đuốc thiêng, hồn thao thức hỡi tân lang chiều mến, xin mở cửa tình yêu đang say, hồn còn thân sầu thương đắng cay, được yên giấc nồng trong cánh tay của Ngài. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng chọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Thank you.
Chúng tiếng ca cùng
dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bầy chông gai tràn muôn nỗi, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Mẹ ơi, mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Tương lai và suốt đời. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin.